11. Kiều Kiều với anh Khải không phải là hạng người này. E rằng họ không nhận đền đáp của ba đâu, cũng không đồng ý chấp nhận bất cứ lợi ích gì. Đúng vậy, đúng vậy. Đây quả là hiệp khí hiếm có. Ông ngoại, ông phải giúp đỡ tụi con trước đó. Giúp đỡ các cháu hả? Đúng rồi, trước tiên ông phải giúp tụi con chuộc lại căn nhà. Đó là căn nhà ba con cực khổ lắm mới mua được, bây giờ bị người xấu cướp mất rồi. Huệ Từ, Huệ Từ, trẻ con không được ăn nói lung tung. Nên lắm mà, nên lắm mà. Ông ngoại nên mua lại căn nhà đó để trả cho bà nội. Cảm ơn ông ngoại. Không được đâu, không được đâu. Lưu lão gia, lời nói của trẻ con không thể coi như thật. Chúng tôi làm sao có thể để cho Lưu lão gia mua nhà cho chúng ta? Nhà này làm sao có thể nói là nhà của bà được? Căn nhà này là con rể của tôi lúc sinh thời mua mà. Cũng là căn nhà con gái tôi và hai đứa cháu tôi từng ở. Tôi nhất định phải mua nó về. Ba, ba như vậy là... được rồi, quyết định như vậy đi. Nhưng chỉ sợ đối phương. Chuyện căn nhà này, trên đường đi mẹ của Huệ Từ đã nói cho tôi biết rồi. Căn nhà này chúng ta nhất định phải lấy lại. Nhưng như vậy thì bà Lâm đều là người trong nhà. Bà đừng khách sáo nữa. Đúng, hãy xem đây là chuyện trong nhà đi. Tiểu Lệ, con đi gọi Kim tổng quản lại, nói là ta có chuyện muốn ông ấy làm. Dạ, lão gia. Lưu lão gia, tôi vẫn cảm thấy bà Lâm, những chuyện này đều là chuyện trong nhà. Người trong nhà thì không nói chuyện nhà người khác. Ba, cảm ơn ba. Không cần cảm ơn, chuyện ba nên làm mà. Ông ngoại, cảm ơn ông. Ngoan lắm, ngoan lắm. Mợ hai, mợ phải đề phòng vị đại tiểu thư này đó. Đề phòng như ý sao? Tại sao phải đề phòng như ý? Tại sao vậy? Tại vì sau này rất có khả năng lão già sẽ giao sản nghiệp và tiền tài nhà họ Lưu cho cô gái ruột của mình quản lý. Như vậy không phải tốt lắm sao? Đúng rồi, Chỉ Khiêm không thích quản lý, giao chuyện làm ăn cho Như Ý quản lý, không phải là chuyện tốt lắm sao? Đúng rồi. Vậy sao? Hai người có nghĩ đến không? Nếu như vậy, chuyện mợ hai cho anh mượn khoản tiền lớn của nhà họ Lưu có giấu được lão gia nữa không? Đến lúc đó đừng nói là giấc mơ anh định theo đuổi Lâm Như Ý bị tan vỡ, mà ngay cả hôn sự giữa cậu hai với mợ hai cũng sẽ không thành. Thậm chí giữa cơn giận dữ của lão gia, ông ấy sẽ đưa hai anh em anh ra trước pháp luật. Hai người phải thân bại danh liệt, còn phải ăn cơm tù nữa. Vậy thì phải làm sao? Lâm Như Ý là chị ruột của Chí Khiêm, tôi chỉ là vị hôn thê của anh ấy. Dù sao tôi cũng không thể ngăn cản ba của Chí Khiêm giao sổ sách cho chị của Chí Khiêm quản lý mà. Đúng vậy. Được chứ, có cách mà. Cách gì vậy? Cách gì vậy? Mau nói đi. Từ xưa đến nay, trọng dâu khinh nữ, truyền nghề truyền gia tài đa số đều truyền cho con dâu, không truyền cho con gái. Con gái thân cách mấy cuối cùng cũng phải đi theo người khác họ. Chỉ có con dâu mới là người nối dõi tông đường thật sự cho gia đình. Cho nên mợ hai à, mợ phải nhanh chóng kết hôn với cậu hai. Như vậy lão gia mới không giao sự nghiệp và tiền tài của nhà họ Lưu cho Lâm Như Ý quản lý. Chứ cần mợ hai vẫn nắm giữ tài vụ của nhà họ Lưu. Như vậy tiền để cho ai mượn sẽ có cách bù lại, hoặc là sẽ có cách tiêu hủy số tiền đó. Thần không hay quỷ không biết. Được như vậy thì gia đông mà, chuyện anh muốn đeo đuổi Lâm Như Ý mới có khả năng. Hai người nói có đúng không? Đúng, Chim tổng quản nói đúng. Bây giờ em phải nhanh chóng kết hôn với Chí Khiêm, chúng ta mới có thể hóa giữ thành lành, đúng không? Đúng vậy. Chỉ còn cách làm như vậy, hai người mới có thể hóa giữ thành lành. Hơn nữa, đại tiểu thư vừa về đến nhà họ Lưu, lão gia nhất định rất thương tiểu thư. So với cậu hai, chỉ có hơn chứ không có kém. Cho nên hai người phải cẩn thận. Trong bề ngoài, đại tiểu thư này rất hiền lành, nhưng cô ta... Ông muốn nói chuyện của Chí Khiêm, nếu cô ta có ý đồ gì về đến nhà họ Lưu, có khi nào mục tiêu thứ nhất chính là muốn trừ khử mợ hai không? Điều này khó nói lắm.
Vậy mợ hai, mợ yên tâm. Từ trước đến giờ mợ đều rất tốt với tôi, cho nên lần này tôi phải nhắc nhở mợ, sau này nhất định phải thật cẩn thận. Trong lúc cần thiết tôi sẽ đứng về phía mợ. Giống như hai người vừa mới nói, chúng ta là người trong nhà. Nhưng Như Ý, nghe lời tôi đi, chuyện gì cũng phải cẩn thận, như vậy sẽ có lợi cho anh với mợ hai. Chim tổng quản, chim tổng quản, Tiểu Lệ, có chuyện gì? Chim tổng quản, lão gia cho mời, nói là có chuyện muốn căn dặn. Lão gia về rồi, đi. Em, chim tổng quản nói đúng. Bây giờ em hãy nhanh chóng kết hôn với Chí Khiêm, càng nhanh càng tốt, em biết chưa? Được rồi. Tiểu Phân à, con hãy giúp đại tiểu thơ, kể cả cháu của ta, kể cả bà Lâm đặt mai áo mới đi. Con hãy nói với họ may thật nhanh, may thật đẹp. Dạ, lão gia. Ba, hay quá, có áo mới mặc rồi. Lưu lão gia, quần áo của tôi còn tốt lắm mà. Tôi quen rồi, không cần đâu. Bà Lâm, đã đến nhà này thì đừng khách sáo. Cảm ơn ba. Lão gia, Thịnh Long, chào bà Lâm. Chào đại tổng quản, chào ông. Không dám, không dám. Gọi tôi Thịnh Long là được rồi. Bà Lâm, mời bà ngồi, mời ngồi. Thịnh Long, đây là cháu gái của tôi. Anh gọi nó Huệ Từ được rồi. Huệ Từ tiểu thơ, chào cô. Chú tổng quản, chào chú, chào chú. Chào cô, chào cô, mời ngồi. Chào đại tiểu thơ. Ông gọi tên của tôi được rồi. Ông gọi tôi là Như Ý. Vì muốn đền đáp ơn dưỡng dục của bà Lâm đối với con, con nên dùng tên bà ấy để đặt cho con. Bà quyết định rồi, đổi tên trước đây của con Nhã Tinh thành tên của con bây giờ, Như Ý. Như Ý đó, đại cát đại lợi. Ba, ba, cảm ơn ba. Chị nên lấy lại họ Lưu của gia đình mình. Điều đó tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Vậy sau này con tên là Lưu Như Ý rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Lát nữa bà sẽ đưa con với Huệ Từ đến từ đường để cúng tổ tiên, để các con nhận tổ quy tông. Bà cũng sẽ nói tin vui các con đã trở về nhà họ Lưu với tổ tông chúng ta, cũng nói với mẹ con nữa. Đại tổng quản, sau này ông gọi tôi là Như Ý được rồi. Như vậy không được đâu, như vậy quy tắc sẽ loạn lên mất. Như vậy sau này làm sao tôi quản lý kẻ dưới đây, đại tiểu thơ? Thịnh Long nói đúng, quy tắc nhà này rất nghiêm, trên dưới trong nhà đều phải có phép tắc. Phép tắc nên có, không thể rối tung. Họ đúng là phải gọi con là đại tiểu thơ, từ từ cũng sẽ quen thôi. Thịnh Long, tôi muốn anh ra ngoài làm việc này ngay. Dạ, xin lão gia căn dặn. Anh lập tức đến nhà họ Lâm một chuyến, lấy giấy tờ nhà họ Lâm về đây cho tôi. Dạ. Lát nữa tôi sẽ gọi điện cho thám trưởng Hách. Sau khi gọi xong, tôi sẽ cho anh biết phải làm thế nào. Ba, mẹ muốn nói Trường Sinh à, con hãy nói với Như Ý, nói là cửa tiệm nhà mình giảm giá một nửa cho nó thuê, để nó vui mừng đi, để nó có tình cảm tốt hơn với nhà mình. Còn con, suốt ngày con phải lui tới bên đó, dùng cách lâu đài gần nước có dần trăng trước. Sau đó mẹ, con thấy mẹ đừng có sau đó nữa. Sao mẹ không nghĩ hiện giờ Như Ý có thân phận địa vị gì, em ấy còn phải thuê cửa tiệm chúng ta để bán bánh nữa không? Con nói cũng đúng, đường đường là đại tiểu thơ của người giàu có nhất, đúng là không lý nào lại thuê cửa tiệm chúng ta để bán bánh. Có rồi, Như Ý và mẹ của nó không phải rất thích ăn bánh làm từ đậu của đậu hiên hương chúng ta sao? Mẹ cho phép con đem hai thớt đậu hũ non qua bên đó mỗi ngày. Con như vậy không phải là lâu đài gần nước có được dần căng trước sao? Con thấy thế nào?
Ý kiến hay lắm. Vậy thì mẹ tự đem qua đó đi. Đây, Trương Sinh. Trương Sinh. Cái thằng ngốc này, tôi thật sự không hiểu trong lòng nó đang nghĩ gì nữa. Thăm trưởng Hách, chuyện giấy tờ nhà đó làm phiền ông nha. Được, chào ông. Vấn đề nợ nần trong chuyện nhà cửa nhà họ Lâm, anh hiểu hết rồi chứ? Hiểu hết rồi, đại tiểu thư nói cho tôi biết rồi. Tại sao người nhà họ Lâm mới đến đây thì đã có vấn đề nợ nần rồi? Vừa rồi anh nghe rồi đó. Tôi đã nói với thám trưởng Hách rồi. Đích thân ông ấy sẽ đi với anh. Theo pháp luật, anh hãy lấy giấy tờ của nhà họ Lâm về đây đi. Dạ. Ba, theo ý của ba, mẹ, chúng ta có thể lấy lại căn nhà đó ngay bây giờ rồi. Nhưng Lưu lão gia, vậy thì bà Lâm, vì muốn đền đáp ân dưỡng dục của bà đối với con gái tôi, bà hãy để cho tôi đền đáp một chút đi. Tôi phải bỏ ra khoản tiền này, coi như tôi mua lại sau đó tặng cho bà đi, được chứ? Nhưng Lưu lão gia, làm sao có thể? Mẹ, mẹ đồng ý đi. Đây là chút tâm ý của ba con, mẹ đừng từ chối nữa. Ba con chỉ muốn đền đáp một phần dạng ân dưỡng dục của mẹ thôi. Mẹ, mẹ chấp nhận đi, đồng ý đi. Nhưng Như Ý à, bà nội, bà hãy chấp nhận ý tốt của ông ngoại con đi. Căn nhà đó là ba mua, dù sao chúng ta cũng không thể để cho người xấu chiếm mất nhà của ba mà. Bà nội, đúng rồi bà Lâm, bà đừng khách sáo nữa. Vậy, vậy tôi xin cảm ơn Lưu lão gia. Cảm ơn, cảm ơn cái gì nè? Cảm ơn Lưu lão gia. Đi thôi. Em sao vậy? Sao em không vào? Tôi phải nói thế nào đi? Bây giờ em hãy đi với anh, cho người nhà họ Lâm một sự ngạc nhiên đi. Cảm ơn lão gia nhiều lắm. Đều là người trong nhà, đừng khách sáo. Bác Lưu, ba, Di Xuân, Như Ý, Hàn Gia Đông. Gia Đông, chị, hai người, hai người, hai người quen nhau hả? Đúng vậy thưa bác. Đặc biệt là Như Ý, tụi con quen nhau nhiều năm rồi. Hơn nữa còn là bạn học nữa. Các người còn đứng đó làm gì? Còn không đưa giấy nợ của nhà họ Lâm ra đây sao? Sau đó cầm lấy tờ ngân phiếu này đi đi. Còn đứng đó làm gì? Cái đó, chúng tôi như vậy, ông còn chưa hiểu sao? Vừa rồi thám trưởng không phải đã nói quy định trên pháp luật cho ông nghe rồi sao? Còn không mau đưa giấy nợ nhà họ Lâm ra đây, cầm tiền cút ra ngoài đi. Chẳng lẽ ông muốn thám trưởng ra tay bắt các ông sao? Còn không mau đi đi. Ông cầm đi. Đi đi, đi thôi, đi thôi, đi nhanh lên, đi nhanh lên. Làm tốt lắm. Hôm nay bà vui mừng đến không biết nói thế nào, vui mừng lắm rồi. Hôm nay Như Ý trở về nhà này, trong lòng tôi thật sự có niềm vui không thể nói nên lời. Niềm vui không thể nói nên lời. Hôm nay như vậy là cả nhà đoàn viên. Cả nhà đoàn viên. Đúng vậy, đúng vậy. Mong sao nhà này năm nào cũng đoàn viên như vậy, cả nhà vui vẻ bên nhau cho đến mãi mãi. Mong sao nhà này năm nào cũng đoàn viên như vậy, cả nhà vui vẻ bên nhau cho đến mãi mãi. Thịnh Long, anh sao vậy? Lão gia, không có gì. Tôi thấy gia đình ông được đoàn viên vui vẻ như vậy, tôi vui mừng cho mọi người đó. Đúng rồi Thịnh Long, lần này anh đã thuận lợi lấy lại giấy tờ nhà của nhà họ Lâm. Tôi phải thưởng gì cho anh đây? Đúng rồi,
Chúng tôi thật sự không biết nên cảm ơn đại tổng quản như thế nào. Bà Lâm, bà khách sáo quá rồi, bà không cần cảm ơn tôi. Người bà nên cảm ơn là lão gia nhà chúng tôi. Hơn nữa, lão gia, ông không cần thưởng cho tôi cái gì cả. Tại vì nếu như không có lão gia thì không có Thịnh Long ngày hôm nay. Cả đời Thịnh Long này sẽ mãi mãi ghi nhớ đại ân đại đức của lão gia. Sau này sẽ đền đáp lão gia gấp trăm ngàn lần. Biết ơn biết nghĩa, công uổng công tôi đã đào tạo anh trong bao nhiêu năm qua. Tôi sẽ tăng lương cho anh. Cảm ơn lão gia, cảm ơn lão gia. Hôm nay bà rất vui mừng lắm. Bà muốn sau khi niệm tổ hồi phục, nó được xuất viện, chúng ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt. Bà muốn đãi một buổi tiệc tưng bừng, giới thiệu con gái như ý của bà cho mọi người bên ngoài biết. Bà nói hay lắm, đúng là phải giới thiệu chị với mọi người bên ngoài. Chị có thể trở về nhà mình, đúng là một tin vui lớn. Chúng ta cũng phải chúc mừng một phen chứ. Thịnh Long, chuyện này tôi giao cho anh đó. Dạ, lão gia. Đúng là bị chim tổng quản nói trúng rồi. Bà thương chị còn hơn chiếc khiêm. Bắt luôn. Gia Đông có suy nghĩ này, không biết có nên nói hay không? Ông nói đi. Nếu là song hỷ lâm môn thì sao? Song hỷ lâm môn hả? Đúng vậy. Bác thấy không, Chí Khiêm với Sảo Sương yêu nhau như vậy, tại sao không để cho tụi nó kết hôn vào lúc này? Như vậy không phải là song hỷ lâm môn sao? Anh nói cái gì vậy? Em tán thành. Con tán thành. Bác, nếu Chí Khiêm với Sảo Sương cũng tổ chức kết hôn vào ngày hôm đó, như vậy thì con gì bằng? Đúng là hỷ càng thêm hỷ. Đúng là song hỷ lâm môn đó. Đúng, đúng. Được. Như vậy bà cũng có thể bồng cháu sớm hơn rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Được, được lắm. Chúng ta sẽ chọn ngày tốt, cùng một ngày, cùng một giờ, cùng một địa điểm, tổ chức hai chuyện như một lượt, hỷ càng thêm hỷ. Như vậy gọi là song hỷ lâm môn rồi. Hay lắm, hay lắm. Hay cho câu song hỷ lâm môn. Lưu lão gia, như vậy thì hay quá. Thưa các vị, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn mọi người đã nể mặt. Hôm nay là ngày đại hỷ, song hỷ lâm môn của lão gia chúng tôi. Cậu chủ Chí Khiêm không những cưới được cô vợ đoan trang hiền thục, tào nhã rộng rãi như cô hàng. Đúng vậy, đúng vậy, trai tài gái sắc. Chúc mừng, chúc mừng. Điều vui mừng hơn nữa là lão gia chúng tôi còn tìm được đứa con gái đã thất lạc nhiều năm. Đời người còn có chuyện gì tốt hơn chuyện làm cho mọi người phải cảm động mà vui mừng như ngày hôm nay? Nhìn thấy lão gia chúng tôi vui mừng như vậy, tôi cũng cảm động đến sắp chảy nước mắt rồi. Lão gia, lão gia đứng lên nói vài lời, chia sẻ tâm trạng của lão gia với mọi người một lát đi. Đúng rồi, đúng rồi. Mời lão gia nói vài lời. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Hôm nay là ngày đại hỷ của tiểu nhi Chí Khiêm, cũng được xem là hoàn thành một tâm nguyện của tôi rồi, chứng tỏ con trai tôi đã thật sự khôn lớn thành người. Bắt đầu từ hôm nay, trong nhà đã có một đứa con dâu ngoan hiền như vậy, quản thúc nó giùm tôi. Mọi người nói đi, con trai tôi còn không hiểu chuyện nữa sao? Điều khiến tôi vui mừng nhất trong ngày hôm nay chính là con gái tôi Như Ý đã trở về nhận tổ quy tông. Như Ý, hôm nay tôi thật sự rất vui mừng. Tôi không ngờ trong đời tôi còn có thể gặp lại ba ruột của tôi. Ba, cảm ơn ba. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người.
Hôm nay tôi có thể trùng phùng với con gái tôi ở đây. Người tôi phải cảm ơn nhiều nhất chính là mẹ chồng nó. Ở đây tôi muốn cảm ơn bà một lần nữa. Bà Lâm, mời bà một ly. Cũng xin thay mặt người vợ quá cố của tôi mời bà một ly. Cảm ơn bà. Cảm ơn bà đã thay tôi làm tròn trách nhiệm người cha trong 20 mấy năm qua. Cực khổ nuôi lớn như ý. Bà là ân nhân cả đời của nhà họ Lưu chúng tôi. Hay lắm, cảm ơn. Hay lắm, cảm ơn. Lưu lão gia, ông khách sáo thật. Thật ra, người nên nói cảm ơn là tôi mới đúng. Tôi phải cảm ơn Như Ý, cảm ơn nó. Nó là một đứa con dâu rất hiền thục, rất hiếm có. Bà Lâm, vì để cảm tạ sự thương yêu và chăm sóc của bà đối với Như Ý trong bao nhiêu năm qua. Các vị, món ăn hôm nay đều cố tình chuẩn bị cho bà Lâm đó. Trong đó có đậu hũ nướng bà ấy thích nhất, đậu hũ xào, đậu hũ kia thơm giòn, còn có Phật nhảy tôm bằng đậu. Cảm ơn, hay lắm, cảm ơn. Lưu mổ chỉ có thể dùng những điều này để biểu đạt ý kính trọng và ý cảm tạ cao nhất đối với bà. Cảm ơn bà Lâm. Cảm ơn mọi người. Các vị, để tôi tự giới thiệu một lát. Tôi tên là Lục Dương Thu Đoạn. Món ăn từ đậu trên bàn tiệc đều là chế tác của đậu Hương Hiền chúng tôi. Hiếm khi mọi người đều ưa thích như vậy. Cảm ơn. Như vậy, chuyện mua bán của chúng tôi sau này còn phải xin Lưu lão gia chiếu cố thêm, chỉ dạy thêm. Cảm ơn mọi người. Đúng vậy, đúng là rất ngon. Cảm ơn. Xin mọi người sau này hãy chiếu cố đến chuyện mua bán của đậu Hương Hiên nhà họ. Các vị, hôm nay tôi muốn nói cho mọi người biết một bí mật nhỏ. Thím tôi sinh được một đứa con trai tên là Trường Sinh. Anh ấy cũng là người bú sữa của dì Xuân khôn lớn. Hơn nữa, bất cứ lúc nào cũng quan tâm chị Như Ý. Đúng rồi Trường Sinh, tôi phải cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu về sự chăm sóc đối với Như Ý và gia đình nó trong bao năm qua. Nào, tôi mời cậu. Nào, nhanh lên, mau mời Lưu lão gia đi. Nhanh lên. Lưu lão gia, tôi mời ông. Cảm ơn. Cạn nha. Vì muốn chứng tỏ ý cảm ơn của tôi xin mời mọi người thêm một ly. Dạ được, cảm ơn Lưu lão gia. Cảm ơn. Cặn nha. Cảm ơn. Chúng ta ngồi đi, dùng món đi. Nào, mọi người dùng đi. Như Ý hôm nay còn xinh đẹp lắm. Cảm ơn. Vì nhìn qua thì đã biết con là đại gia quê tú rồi. Ba con làm ăn lớn như vậy, sau này con hãy nói với ông ấy giùm gì, đầu tư vào tiệm đậu hũ của dì đi. Mẹ, hôm nay là ngày đại hỷ của người ta. Mẹ nói điều này để làm gì? Con không biết đâu, con im đi. Như Ý, nào, ăn đi. Thịnh Long, qua đây. Hôm nay anh đừng đứng ở đó nữa. Anh hãy thay mặt tôi tiếp đãi bàn này đi. Dạ. Tôi phải đến từng bàn để mời rượu. Dạ. Chúng ta mời họ một ly đi. Ông chủ Lưu, hôm nay là ngày song hỷ của ông. Tôi mời ông một ly. Cùng vui đi. Xin mời các vị. Các vị, tôi qua đó tiếp đãi một lát nha. Xin lỗi. Các vị, chúng ta uống tiếp đi. Như vậy là thế nào? Chúng tôi xin mời các vị tiền bối một ly. Nào, chúng ta cạn ly đi. Nào, dùng món đi. Cầm đũa lên đi. Xin cho phép tôi mời các vị hương thân một ly. Cảm ơn các vị đã chăm sóc và giúp đỡ gia đình Như Ý trong bao năm qua.
Lưu lão gia ông đừng khách sáo. Chúng tôi là hương thân hàng xóm với nhau, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm mà. Hơn nữa tình cảm giữa chúng tôi tốt lắm đấy. Cho nên tôi vừa nghe nói bà Lâm thích ăn đậu hũ bánh đậu như vậy, nhất định là ngày thường có tình cảm rất tốt với bà Lục. Tôi hả? Từ nhỏ thì tôi đã xem Như Ý là con gái ruột của mình rồi. Tôi thương nó lắm. Trường Sinh, con nói có đúng không? Tôi thật sự rất thương nó. Dạ, đúng, đúng ạ. Trường Sinh, tôi quyết định rồi. Bắt đầu từ ngày mai, ngày nào nhà chúng tôi cũng sẽ mua đậu hũ của tiệm nhà cậu. Cậu hãy giao đậu hũ tươi ngon nhất đến nhà chúng tôi mỗi ngày đi. Thật không? Vậy thì hay quá, hay quá. Cảm ơn sự chiếu cố của lão gia. Tất cả đều nhờ vào tình cảm tốt giữa bà với bà Lâm đó. Đúng rồi, đúng rồi. Nào, chúng ta cạn đi. Nào, cạn đi. Cảm ơn, cảm ơn. Cạn ly, cạn ly. Anh mau kéo ba về đây đi. Hôm nay là ngày đại hiển của chúng ta. Sao ba chỉ biết tiếp đãi họ vậy? Hiếm khi ba có được cơ hội này. Sao hai mươi mấy năm mới gặp được chị? Em thấy không, ba vui mừng như vậy. Em để ba trò chuyện với họ thêm một lát đi. Phải trò chuyện trong lúc này sao? Hôm nay là ngày vui lớn của chúng ta mà. Anh thấy chưa, trong lòng ba thật ra không có anh, chỉ có chị anh thôi. Em nói đến đâu rồi? Anh thấy ba thương yêu như nhau, quan tâm như nhau mà. Đúng rồi, đúng rồi. Ông ấy đều thương yêu và quan tâm như nhau. Theo ý anh, chúng ta cũng nên qua đó mời chị em một ly. Đúng rồi, muốn đi thì anh đi đi. Như vậy ba em sẽ vui mừng lắm. Anh nói đúng, đi, qua mời rượu chị đi. Em thấy không được khỏe, muốn về phòng nghỉ một lát. Mời rượu xong rồi mới nghỉ đi. Sáu Sương, đi, đi mời rượu nào, đi thôi. Được rồi. Ba, con với Sáu Sương qua đây mời chị một ly. Sáu Sương, Chí Khiêm, chúc mừng nhé. Cảm ơn chị. Đúng rồi, đúng rồi. Sau này đều là người một nhà rồi, nên mời lắm, nên mời lắm. Dì Xuân, Như Ý, chúng ta là người quen biết lâu năm, bây giờ thêm vào đó là mối hôn nhân của Sáu Sương. Chúng ta có duyên với nhau lắm đó. Đúng vậy, đúng vậy. Gia Đông, em phải cảm ơn anh. Cảm ơn trước đây anh đã giúp đỡ gia đình em, không dám nhận. Cảm ơn, cảm ơn Gia Đông. Chị ơi, em cũng muốn mời chị. Chị, xin lỗi chị, có lẽ em uống quá nhiều, không thể đứng vững đó chị à. Sao em bất cẩn như vậy? Anh sao vậy? Em đã xin lỗi rồi mà. Chí Khiêm, không sao, không sao, không sao đâu. Ba, con không thể uống nhiều, có lẽ uống hơi nhiều. Vậy thì mọi người uống đi. Có lẽ con mệt rồi, về phòng nghỉ một lát đi. Dạ. Mời, mời mọi người. Sáu Sương, anh muốn ở lại với chị. Lão gia, để tôi đưa mở hai về phòng. Được, cẩn thận chút nha, đưa nó về phòng đi. Nào, chúng ta mời Như Ý thêm một ly. Dạ được, mời. Đừng quên mời bà Lâm nữa. Nào nào, xin chúc mừng. Cảm ơn cả nha. Mở hai, mở. Tôi không có sai. Vậy vừa rồi, vừa rồi tôi sao nào? Tôi giả vờ thôi. Tôi muốn cô ta phải khó xử. Mợ, tôi sao? Hôm nay là ngày tôi kết hôn hay là cô ta kết hôn? Tại sao giai chính biến thành cô ta rồi? Trời ơi, mợ hai, mợ hãy chịu hẹp chút đi. Chuyện nhỏ không nhịn sẽ làm hư chuyện lớn. Tôi chính là thấy cô ta chướng mắt đó. Hôm nay tôi vừa mới bước vào nhà thì đã nhìn thấy trong mắt ba Chí Khiêm thật ra không có tôi. Đúng là đã bị ông nói trúng. Tức chết đi được, mợ hai. Mợ phải nhịn, mợ nhịn đi. Đây cũng là nhung nhớ và thiếu sót đối với đại tiểu thư của lão gia trong hai mươi mấy năm qua tích tụ lại. Nếu không phải vì tâm lý bù đắp đặc biệt này, tại sao lão gia lại căn dặn trên dưới trong nhà phải dọn dẹp sạch sẽ căn nhà tốt nhất của nhà họ Lưu để đại tiểu thư ở nào? Cái gì? Ông muốn nói cặp Tú Cát, bất cứ người nào cũng không thể đến xem hả? Đúng, chính là cặp Tú Cát. Bà của Chí Khiêm cho chị ở trong cặp Tú Cát đó sao? Không sai. Tức chết tôi rồi, tức chết tôi rồi. Đúng là tức chết tôi rồi. Cẩm Tú Cát. Lão gia, đại tiểu thư, mời vào. Yeah.
Như ý, đây chính là nhà của con đó. Ba mong con thích nhà này. Phòng này chắc là thích hợp với con lắm. Ở đây đẹp quá, tinh tế quá. Căn phòng này có lẽ không phải bây giờ mới trang hoàng thì phải. Đúng rồi, căn phòng này có thể nói là phòng được trang hoàng đẹp nhất trong trang viện nhà họ Lưu. Có biết tại sao không? Căn phòng này trong lúc mẹ con vẫn còn sống, ngày nào cũng mong muốn sau khi tìm được con sẽ cho con ở trong căn phòng này đó. Phòng này là phòng của mẹ con sao? Đúng vậy, chính tay bảy thiết kế, nhờ thợ giỏi nhất về đây trang hoàng. Bảy còn đích thân bố trí mỗi một vật trong phòng này. Xưa nay bảy chưa từng cho ai vào đây, chính là muốn một ngày nào đó có thể nhìn thấy con bước vào nhà họ Lưu, đi vào căn phòng này để thể nghiệm nỗi niềm bảy cực khổ mong đợi con hàng ngày. Ông trời ơi, tôi cảm ơn ông nhiều lắm, cảm ơn ông nhiều lắm. Hôm nay cuối cùng ông đã để cho bà ấy mong đợi được. Chỉ là đó là tại con bất hiếu, không để mẹ đợi được con. Tại con bất hiếu. Mẹ, con có lỗi với mẹ. Con có lỗi với mẹ. Mẹ, không, điều này làm sao trách con được. Cũng tại ba năm xưa bất tài, nghèo đến thấu xương thôi, cho nên đành phải chịu đau bỏ rơi con. Mọi sai lầm đều là lỗi lầm của ba. Cuối cùng ba đã đón con về rồi. Ba sẽ bù đắp cho con như lời dặn của mẹ con. Ba sẽ bù đắp cho con. Như ý, con đừng oán trách ba với mẹ con nữa nha. Ba, con cũng đã là mẹ của người ta rồi, làm sao con không hiểu tâm trạng đau khổ khi ba đem con cho người khác. Ba, trong lúc con nhìn thấy cẩm tú cát này thì con đã biết năm xưa mẹ thương con như thế nào rồi. Cuối cùng chúng ta đã được đoàn tụ, con vui mừng lắm. Từ nay về sau, con nhất định sẽ ở bên cạnh ba, làm đứa con ngoan của ba, hiếu thảo với ba suốt đời. Được, được, con hãy làm con gái ngoan của ba. Ba cũng sẽ làm người cha tốt của con. Ba còn thương yêu con suốt đời, không để con phải khổ nhọc nữa. Bà nhất định sẽ cho con có ngày tháng vui vẻ nhất. Nếu mẹ con vẫn còn sống, nhìn thấy con trở về, không biết bà ấy sẽ vui mừng như thế nào.
Trời ơi, đẹp quá. Đúng vậy, đúng vậy. Chị ơi, chị nhìn kìa, hay quá, đẹp thật. Mau nhìn giường ngủ đi. Trời ơi, lớn thật. Giường này thoải mái thật. Đúng rồi, thoải mái thật. Hay quá. Niệm tổ. Hay quá, vui thật. Bà ơi, sau này chúng ta sẽ ở đây luôn phải không? Đúng rồi, chúng ta sẽ ở đây. Trời ơi, hay quá, hay quá. Nhưng sau này các con phải giữ quy tắc, không được nghịch ngợm nữa. Con biết rồi bà ơi. Nhìn hai đứa con kìa, vừa mới bước vào đây thì đã phó phách rồi. Huệ Từ niệm tổ, ngoan chút đi. Dạ. Hai đứa tụi nó quả là rất vui mừng. Như ý ạ. Phòng này thật sự rất đẹp. Chúng ta đã chiếm căn phòng tốt như vậy của ba con. Mẹ cảm thấy ngại lắm. Con hỏi lại quản gia đi, có căn phòng nào bình thường hơn không? Chúng ta sẽ chuyển qua đó. Phải chuyển chứ, phải chuyển mà. Mẹ à, đừng thu xếp nữa. Đi, chuyển đến phòng khác với con đi. Như ý, mẹ nói con đi hỏi trước đi, không cần gấp như vậy đâu. Không cần hỏi đâu mẹ, đi theo con là được rồi. Đi, chúng ta chuyển phòng đi. Các con à, đừng phá nữa, đừng phá nữa. Niệm tổ Huệ Từ, mẹ con nói chuyển phòng đó, đi nhanh lên. Bà ơi, chúng ta phải đi đâu vậy? Mẹ con nói chuyển phòng thì chuyển phòng đi. Đi nhanh lên. Nhưng con không muốn đi đâu. Mau đi nào. Đi thôi. Như ý, như ý, không cần gấp đâu. Con nghe mẹ nói đi. Mẹ cảm thấy trước tiên con nên hỏi lại tổng quản. Không cần đâu, con hỏi ông ấy thì sẽ tốt hơn. Như ý ạ, nếu không tiện thì đừng chuyển phòng. Không tiện thì đừng chuyển phòng. Tiện mà, tiện mà. Mau vào đi. Niệm tổ, em mau nhìn đi. Phòng này lớn thật. Đúng rồi. Đẹp thật. Em mau nhìn đi. Đẹp thật đó. Như ý, phòng này. Mẹ, phòng này là phòng mẹ con đã thiết kế cho con nhiều năm trước đây. Hơn nữa còn là phòng tốt nhất trong căn viện này. Nghe con nói như vậy, chứng tỏ trong 20 mấy năm qua họ mong nhớ con biết giường nào. Ba con mong con ở đây, nhưng con vẫn muốn để cho mẹ và hai đứa nhỏ ở. Mọi người hãy ở đây đi. Không được đâu, không được đâu. Như vậy không được đâu, không được đâu. Mẹ, phòng này là ba mẹ con đã dành cho con. Làm sao có thể nhường cho mẹ ở được? Không được, không được, tuyệt đối không được. Mẹ, chỉ cần con nghĩ đến trước đây mẹ thương yêu con như vậy, chăm sóc con như vậy, mẹ để cho con ở trong căn phòng tốt hơn mẹ. Con không làm được. Không làm được đâu mẹ. Như ý, sau khi mẹ nhìn căn phòng này, nhìn thấy bài trí và trang hoàng trong này, mẹ thật sự cảm nhận được. Lúc đó mẹ con mong một ngày nào đó con có thể ở trong phòng này như thế nào. Như ý, con không được phụ tấm lòng ba mẹ con dành cho con. Mẹ thấy hãy để mẹ và các cháu ở trong căn phòng lúc nãy đi. Mẹ, mẹ cứ ở đây đi. Mẹ, mẹ thử nghĩ xem, nếu trước đây không có mẹ nuôi nấng con, chăm sóc con, thì mong đợi của mẹ con làm sao có thể trở thành hiện thực được. Hơn nữa, mẹ con thiết kế căn phòng này cho con, không phải là muốn nhìn thấy con bình an sống sót trên đời này sao? Như vậy, mẹ với con mới có ngày đoàn tụ. Nếu ở nơi chính suối, mẹ con có linh thiêng, bà ấy nhất định sẽ nghĩ cách đền đáp mẹ. Cho nên con xin mẹ hãy ở đây. Con tin đây cũng là mong muốn của mẹ con. Mẹ, mẹ hứa với con đi, ở đây nha. Bà hãy hứa với tụi con ở đây đi. Bà ở đây đi. Ờ, hay quá, hay quá. Hay quá. Lão gia, đi thôi. Tổ dân,
con gái của chúng ta Nhã Tinh về rồi. Bà thấy chưa? Nó rất đoan trang, rất xinh đẹp. Nếu bà có thể tận mắt chứng kiến nó hiếu thảo như thế nào, bà nhất định sẽ vui mừng hơn tôi. Bà đã đợi nó trong cẩm tú cát này lâu như vậy, đã chịu nhiều dày dò của sự nhung nhớ. Cảnh vật ở đây bà đã thêu dệt từ từ. Hôm nay cuối cùng, cuối cùng đã có kết quả, mong được con gái về rồi. Tiếc là bà không còn nữa. Bà không còn nữa. Bây giờ mọi thứ đều rất tốt. Cuối cùng cả nhà đã được đoàn tụ. Chỉ khi đã cứ vợ thật sự khôn lớn thành người rồi. Bà yên tâm, tôi sẽ dạy bảo nó thật tốt, nhất định để nó quản lý tốt khu bán ở Dương Hãn. Từ nay về sau, gia đình mình không bao giờ phải nghèo khổ, phải xa nhau nữa. Lão gia, Thịnh Long, mưa lớn như vậy mau về phòng đi. 20 mấy năm rồi, cuối cùng tôi đã tìm được con gái tôi Nhã Tinh. Tôi thật sự rất vui mừng. Lão gia, tôi cũng vui mừng cho các vị. Tôi thật sự phải cảm ơn ông trời đã thương xót cho tôi. Đúng vậy, lão gia. Chúng ta đi nào. Lão gia, Thịnh Long, anh cũng về nghỉ ngơi đi. Dạ. Lão gia ngủ ngon. Bây giờ mọi thứ đều rất tốt, cuối cùng cả nhà đã được đoàn tụ. Gia đình mình không bao giờ phải nghèo khổ, phải xa nhau nữa. Ba, Thịnh Long, Thịnh Long, ai đã hại gia đình mình đến nông nỗi này? Ai vậy? Vị băng kết bạc không cẩn thận, bọn mau đi tìm. Ai? Mau đi tìm Lưu Bỉnh Hiền. Bọn mau đi tìm Lưu Bỉnh Hiền. Ba, Lưu Bỉnh Hiền, chúc mừng ông, chúc mừng gia đình ông được đoàn tụ. Còn tôi thì sao? Ba tôi hàm oan mà chết, tôi rất đau lòng, tôi rất đau lòng. Ba, con không để ba hàm oan mà chết. Con tuyệt đối không để ba hàm oan mà chết. Con phải trả thù cho ba. Con nhất định 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 phải trả thù. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
才是我此生最痛。